Nụ hôn gây sốc của Triệu Lệ Dĩnh và MC Hà Cảnh hé lộ mối quan hệ thật sự. Với dáng người nhỏ bé và gương mặt vui vẻ, ít ai ngờ rằng nam MC đã 46 tuổi. Anh là một trong nghệ sĩ mình hạc xương mai, có tài năng và vị thế lớn mạnh trong ngành. Nếu ở Hàn Quốc có Yoo Ji Suk, thì Hà Cảnh chính là một trong những MC quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc. Sinh năm 1974 tại thành phố Hà Nam, Trung Quốc, Hà Cảnh được xếp hạng nổi tiếng thứ 118 trên thế giới và thứ tư trong danh sách MC quyền lực. Với dáng người nhỏ bé và gương mặt vui vẻ, ít ai ngờ rằng nam MC đã 46 tuổi. Anh là một trong nghệ sĩ mình hạc xương mai, có tài năng và vị thế lớn mạnh trong ngành. Tin rằng trong giới giải trí không ai không biết đến Hà Cảnh. Hơn nữa, Hà Cảnh còn là một MC có năng lực giỏi, đặc biệt cơ trí, có thể đối đáp với những tình huống phát sinh đột ngột, quyền lực và được giới nghệ sĩ kính trọng. Hà Cảnh là MC trụ chốt của đài truyền hình số 1 Trung Quốc, Hồ Nam, cũng là MC chính của nhiều chương trình lớn tương tự như Yoo Ji Suk. Trong giới giải trí Hoa ngữ, các minh tinh hàng đầu đều có mối quan hệ thân thiết với Hà Cảnh, thậm chí còn thường xuyên gọi anh với tên thân mật, thầy Hà. Sở dĩ có cái tên này là vì ngoại trừ làm MC, Hà Cảnh còn là giảng viên trường ngoại ngữ Bắc Kinh, dạy ngôn ngữ Ả Rập. Sau này anh chuyển sang dạy về truyền thông. Bên cạnh đó, về việc các minh tinh gọi Hà Cảnh như vậy còn là bởi sự kính trọng dành cho anh. Happy Camp do Hà Cảnh dẫn dắt là một trong những chương trình được yêu thích và có rating cao nhất tại Trung Quốc. Nghệ sĩ tham gia chương trình đều không được trả lương mà chỉ nhận một số tiền tượng trưng. Tuy nhiên, việc được tham gia Happy Camp cũng là một cơ hội và vinh dự đối với các nghệ sĩ trong giới showbiz. Khi tham gia chương trình, người chơi dù là những nghệ sĩ lớn hay ít tên tuổi đều cảm thấy sự thân thiện, nhiệt tình từ thầy Hà. Vì lẽ đó, mối quan hệ của thầy Hà và các nghệ sĩ rất tốt. Anh cũng thường xuyên lên tiếng khen ngợi, giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ. Mặc dù bận rộn nhưng Hà Cảnh không lặp lại bản thân trong mỗi chương trình mà mình tham gia. Thậm chí Hà Cảnh còn có tiếng là bồn chứa tâm sự cho các nghệ sĩ như Tạ Na hay Triệu Lệ Dĩnh. Anh là bạn của tất cả mọi người, chưa từng than phiền về bất cứ ai, biến nhược điểm của họ thành đặc điểm riêng, luôn truyền sự nhiệt huyết của mình tới cho khán giả. Thậm chí vào dịp sinh nhật tuổi 46, Hà Cảnh cũng trở thành tứ hoa. Thậm chí vào dịp sinh nhật 46, Hà Cảnh cũng trở thành từ khóa hot số 1 trên Weibo. Bởi lẽ có quá nhiều nghệ sĩ tranh nhau muốn là người đầu tiên gửi lời chúc mừng tới Hà Cảnh. Nhân dịp sinh nhật 46 của Hà Cảnh, thành viên của gia tộc khoái lạc đại bản doanh như Tạ Na, Lý Duy Gia, Đỗ Hải Đào, Ngô Hân vui vẻ chúc mừng sinh nhật tộc trưởng của mình. Ngoài ra, các sao Hoa ngữ như TFBOYS, Châu Đông Vũ, Trương Kiệt cũng gửi lời chúc mừng đến anh. Có thể nói trong giới nghệ sĩ Trung Quốc, Hà Cảnh luôn là nghệ sĩ trong giới giải trí luôn được ngưỡng mộ và quý mến. Mối quan hệ cùng nụ hôn gây tranh cãi với Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đàn em thân thiết là MC Tạ Na, Hà Cảnh còn có mối quan hệ đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai thân thiết sau khi tham gia show thần tượng đến rồi. Khi mới bước chân vào làng giải trí và tham gia các show thực tế, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ném đá vì IQ thấp, nhưng Hà Cảnh lại cho đó là biểu hiện của sự thẳng thắn và chân thật. Nhờ vậy mà làn sóng anti Triệu Lệ Dĩnh cũng giảm bớt. Vào tháng 9 năm 2015, Hà Cảnh và Triệu Lệ Dĩnh gây bão mạng xã hội với nụ hôn thắm thiết trước mặt công chúng. Trong hình, hai người hôn môi và nắm tay rất tình tứ. Tuy nhiên, trước sự tò mò của công chúng, Hà Cảnh giải thích rằng đây chỉ là một trong những yêu cầu của chương trình mà hai người tham gia. Trong đêm hội IQIYI trước đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn Hà Cảnh là người cô cảm thấy hôn tuyệt nhất. Dù sao thì mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Hà Cảnh và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được công chúng chú ý. Khi Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong, Hà Cảnh cũng gửi lời chúc mừng chân thành đến với cô em thân thiết. Đời tư vẫn còn là một ẩn số. Cuối tháng 9 năm 2015, các tay săn tin của làng giải trí Hoa ngữ gây bão khi công khai ảnh được cho là vợ của MC hàng đầu Hoa ngữ, Hà Cảnh. Vợ anh chính là Vương Tinh, quản lý cao cấp của một công ty nghệ thuật có tiếng. Bà cũng là người giúp đỡ Hà Cảnh xuất bản sách văn học và ra mắt các album ca nhạc riêng. Không những vậy, Vương Tinh còn giúp Hà Cảnh có được chuyên mục riêng về những tờ tạp chí danh tiếng, giúp chồng có được sự nghiệp thành công và vững vàng như hiện nay. Vì sợ sự hiện diện của mình gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của chồng, nên Vương Tinh đã chấp nhận làm cái bóng thầm lặng bên anh, dù có sự nghiệp thành công không kém chồng. Tuy nhiên, Hà Cảnh chưa bao giờ lên tiếng về tin tức này. Có nguồn tin cho hay, Phong Hành, đội ngũ săn tin số 1 Trung Quốc, đã nắm trong tay bức hình Hà Cảnh hôn bà xã. Tuy nhiên, với địa vị của Hà Cảnh trong làng giải trí, Phòng hành phải có sự cho phép của anh mới được công bố ảnh. Lăn lộn trong giới giải trí hơn 20 năm, nhưng hiếm khi bị khui được chuyện tình cảm. Có người nói Hà Cảnh đã kết hôn, có người nói thật ra anh là người đồng tính. Nhưng Hà Cảnh không quan tâm tới mấy chuyện này. Các fan của anh cũng vậy, người ta chỉ thắc mắc là sau hơn 20 năm, vì sao Hà Cảnh vẫn chẳng khác gì một cậu thanh niên 20 tuổi. Ngoài ra, Hà lão sư cũng là một người rất thích nâng đỡ và rất mắt tay trong việc giúp đỡ hậu bối trong nghề. Trong số những người được vị MC này nâng đỡ nổi lên là 4 chàng trai có tên Bạch Kính Đình, Ngụy Đại Huân, Henry Low, Lưu Hiền Hoa, Vương Gia Nhị, Jackson, GOT7. Với Ngụy Đại Huân, lần đầu tiên Hà Cảnh và Ngụy Đại Huân gặp nhau dưới tư cách đạo diễn và diễn viên trong bộ phim Dành Dành Nở Hoa do Hà Cảnh làm đạo diễn. Dù anh chỉ đóng vai phụ nhưng lại rất được Hà lão sư để ý và dần dần nâng đỡ. Trong vòng 2 năm gần đây, số lần anh ghé thăm Happy Camp do thầy Hà làm MC đã vượt qua con số 10. Chưa tính đến việc làm khách mời sâu thực tế về đề tài phá án, Minh Tinh Đại Chiến Thám và diễn xuất trong 2 bộ phim Hạnh Phúc Mạn Đường và Tình Yêu Vượt Ngàn Năm 2. Điều mà phát sóng trên đài Hồ Nam. Đẹp trai, tài năng, hoạt ngôn nhưng lại có chút ngốc nghếch, Henry lại để cho khán giả thấy rất nhiều ấn tượng tốt về anh. Anh cùng Hà Cảnh cùng hợp tác dẫn chương trình Bạn Có Bình Thường Không? Với sự vô tư cũng như khả năng tiếng Trung có hạn, Henry đã mang lại cho chương trình nhiều tiếng cười. Nhận thấy được tình cảm khán giả dành cho cặp đôi MC ăn ý này, hai người lại tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong Hướng Về Cuộc Sống. Mọi người chơi sẽ tận hưởng cuộc sống tại một vùng quê hẻo lánh. Nhiệm vụ của anh chàng em út là làm việc vặt và mang lại tiếng cười cho các anh lớn. Chưa dừng lại ở đó, series các tập kỷ niệm Happy Camp tròn 20 năm Henry Low là một trong những khách mời cố định của chương trình. Hẳn Hà Cảnh đã rất yêu thương anh chàng, rất nhiều nên mới ưu ái như vậy. Đóng phim lần đầu vào vai Kiều Nhiên trong Năm Tháng Vội Vạ, khi trở thành sư huynh Sơ Nguyên trong Thiếu Nữ Toàn Phong mới dần được mọi người biết đến, và chỉ khi tham gia Minh Tinh Đại Chiến Thám thì Bạch Kính Đình mới thực sự nổi tiếng. Cùng với Hà Cảnh, Táp Bối Ninh, Quỷ Quỷ, Vương Âu, Bạch Kính Đình là một trong những thành viên cố định. Chỉ trong vài tập mà anh chàng đã thu về hàng loạt dấu ấn như vua mụ nổi, thích ăn đạo cụ, lái xe vô tình. Thậm chí Bạch Kính Đình, Táp Bối Ninh, Hà Cảnh còn lập ra một nhóm nhạc có tên NZND với dự định vượt mặt TFBOYS. Mỗi khi Tiểu Bạch có dịp đến khoái lạc đại bản doanh thì thầy Hà luôn quan tâm chăm sóc anh, giống như dành nhiều thời gian lên hình cho Tiểu Bạch. Trong số những cậu con nuôi của Hà Cảnh thì có lẽ Vương Gia Nhị là người có quan hệ gắn bó mật thiết nhất. Xuất hiện lần đầu cùng nhau trong Xin Nhờ Tủ Lạnh, Hà Cảnh khi ấy là người luồn nắn từng cách phát âm cho Jackson khi khả năng nói tiếng phổ thông ý ẻ. Sang đến ngày Chủ Nhật Tươi Mới, Minh Tinh Đại Chiến Thám hay những mùa hè tiếp theo của Xin Nhờ Tủ Lạnh, ở đâu có thầy Hà và Jackson thì ở đó có tiếng cười. Từ trên truyền hình đến ngoài đời, cả hai đều nhiều lần thể hiện tình cảm thân thiết. Có thể nói Hà Cảnh là một tiền bối rất đáng kính, đã không ngại khó khăn để giúp đỡ cho những người đi sau.